Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 3. Các em thân mến, ở trong nội dung video này mà các em chúng ta tiếp tục làm đề kiểm tra cuối kỳ trích ở trong cuốn đề kiểm tra toán 3 học kỳ 2 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống các em nhé. Video ngày hôm nay thầy trò mình sẽ làm đề kiểm tra cuối kỳ số 9 nhé. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Số có chữ số hàng nghìn bằng 3 là chúng ta thấy ngay đó là đáp án B đúng không? 53.624 thì chữ số 3 nó thuộc hàng nghìn đúng không em? Rồi, chúng ta chọn đáp án B. Câu trắc nghiệm 2. Làm tròn số 28.459 đến hàng chục nghìn ta được. Khi làm tròn số đến hàng chục nghìn thì mình có thể quan sát nhanh vào chữ số nghìn. Chữ số nghìn đây là 8. Sau đó mình so sánh với 5. 8 lớn hơn 5 thì vậy thì mình sẽ làm tròn lên. Ta sẽ được số tròn chục nghìn tương ứng ở đây nó sẽ là gì? Nó sẽ là 30.000. Đáp án C. Tiếp đến là câu trắc nghiệm 3. An được mẹ cho phép xem TV 30 phút. An bắt đầu xem TV lúc 19 giờ 15 phút. Đồng hồ nào dưới đây chỉ thời gian An cần tắt TV? Ở đây chúng ta thấy rằng là thời gian An bắt đầu xem TV là 19 giờ 15 phút đúng không? Mình cộng thêm 30 phút nữa thì ta sẽ được bao nhiêu kem nhỉ? Các em có thể ghi ra nháp cho nó đỡ nhầm. Lúc bắt đầu là 19 giờ 15 phút. Và bạn ấy được xem 30 phút đúng không? Chúng ta cộng thêm 30 phút nữa thì ta sẽ được là 19 giờ 45 phút các em ạ. Ta lấy 15 phút cộng 30 phút là 45 phút. Lấy 15 cộng 30 là 45 đấy em. Như vậy đồng hồ nào các em nhỉ? Tức là đang là buổi tối đấy, trên 7 giờ 45 phút đấy. Đây, cái kim bán chỉ trên 7 giờ này. Rồi, nhưng đây là 7 giờ 15 phút không phải này. Đây là 7 giờ 30 phút không phải. Đây là 7 giờ 45 phút các em ạ. Chúng ta chọn cho thầy là đáp án C ở câu trắc nghiệm 3 này. Tiếp đến là câu trắc nghiệm 4. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả nhỏ nhất là. Thế thì ở đây chúng ta tự thực hiện cho thầy các phép tính này ra nháp nhé. Các em đặt tính nào, phép tính ở đáp án A 22.153, các em trừ cho 7.038, em sẽ được kết quả là 15.115 các em ạ. Thầy sẽ ghi đây cho các em tiện so sánh. Tiếp theo ở đáp án B, phép tính đó là 8.259 cộng với 7.916, em đặt tính ta sẽ được kết quả là 16.175. Phép tính ở đáp án C đó là 3.105 nhân 6 thì em sẽ được là 18.630, em tự đặt tính nhé. Phép tính ở đáp án D 34.188, em đặt tính chia cho 2 em sẽ được là 17.094. Và đề bài đang hỏi chúng ta là phép tính có kết quả nhỏ nhất thì trong các kết quả này thì đáp án A là kết quả 15.115 là nhỏ nhất đúng không các em? Ta chọn đáp án A. Tiếp đến là câu trắc nghiệm 5. Đề bài như sau. Mẹ mua 2 quả dưa hấu, mỗi quả cân nặng 4 kg, về ép lấy nước. 1 kg dưa hấu sẽ cho 250 ml nước ép. Vậy lượng nước ép mẹ có thể thu được là bao nhiêu? Chúng ta tính như thầy như sau. 2 quả thì có tất cả là bao nhiêu kg hả các em? 1 quả là 4 kg, như vậy 2 quả. Bước 1 chúng ta sẽ tính cân nặng nhé. Bước 1 là chúng ta sẽ tính cân nặng của dưa hấu. Ta sẽ lấy là 4 x 2 thì sẽ bằng là 8 kg. 2 quả này cân nặng là 8 kg. Và ta biết rằng là mỗi kg thì sẽ cho 250 ml nước ép. Như vậy bước 2 chúng ta sẽ tính được là lượng nước ép mẹ ép được đúng không em? Đó là lượng nước ép dưa hấu này, tất cả này là bao nhiêu này? Thì chúng mình sẽ lấy đó là 250 ml là ứng với mỗi 1 kg. Ở đây có 8 kg, ta nhân với 8 lần lên các em ạ, thì các em sẽ được kết quả đó là bằng 2.000 đơn vị là ml. Và cần thiết các em có thể đổi, đó là 2.000 ml này sẽ chính bằng 2 lít.
Chúng ta xem có đáp án không nào. À đây đáp án D rồi các em. Câu 5 đáp án D. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 6, đề bài như sau. Tường nhà Huy được ốp những viên gạch men hình vuông cạnh 40 cm. Huy đứng sát vào tường thì thấy chỉ còn thiếu khoảng 5 cm nữa có thể cao bằng 3 viên gạch men xếp lại như bức tranh. Vậy chiều cao của Huy là? Ở đây bước 1 chúng ta tư duy là 3 viên gạch men này thì cao bao nhiêu nhỉ? À mỗi viên gạch men nó đều có hình vuông, cạnh là 40 cm. Như vậy 3 viên gạch men này nó sẽ cao tất cả là bao nhiêu? À ta lấy 40 x 3. Đúng không các em? 40 x 3. Bước 1 này. Ta lấy 40 x 3 thì sẽ bằng 120 đơn vị là cm nhé. Thực ra là 40 cm x 3 đấy em, xong đi chưa? Ta được 120 đơn vị là cm. Đây là bước 1. Mình tính xem là 3 viên gạch này cao bao nhiêu. Và theo như đề bài cho chúng ta thông tin là gì? À, bạn Huy chỉ thiếu khoảng 5 cm nữa, tức là chiều cao của Huy chúng ta chưa biết này. Cộng thêm 5 thì ta sẽ được là chiều cao của 3 viên gạch, tức là 120. Như vậy thì chiều cao của Huy sẽ là 120, chúng mình trừ đi 5. Đúng không các em? Ta sẽ được 115 và đơn vị là cm. Chúng ta sẽ chọn ở đây cho thầy là đáp án A ở câu trắc nghiệm 6 này nhé. Thầy trò mình đã xong phần trắc nghiệm của đề kiểm tra cuối kỳ số 9 rồi các em ạ. Tiếp theo chúng ta đến với hai lớn phần tự luận của đề kiểm tra cuối kỳ số 9, bài 1. Điền vào chỗ trống số nào gồm 50.728 đơn vị đây thì đó chính là số 50.728 các em ạ. Tiếp theo 10 mét thì bằng bao nhiêu mm nhỉ? Ta nhớ rằng là 1 mét thì bằng 1.000 mm, đúng chưa các em? Ta nhớ rằng này, 1 mét thì bằng 1.000 mm, tức là mình viết thêm 3 chữ số 0 nữa, đúng không các em? Như vậy thì 10 mét sẽ là 10.000 mm. 10 này chúng ta viết thêm 3 chữ số 0 nữa, ta sẽ được 10.000 mm. Tiếp đến, 3 năm bằng bao nhiêu tháng? 1 năm thì sẽ có 12 tháng. Như vậy 3 năm ta sẽ lấy 12 x 3 sẽ là 36 tháng. Tiếp đến, số 14 trong số La Mã được viết là với thầy thì thầy sẽ viết nhát như thế này. 14 của thầy sẽ bằng 10 cộng 4. 10 là ký hiệu chữ X này, 4 là ký hiệu chữ Y ngắn rồi chữ đứng trước chữ V này. Như vậy ta sẽ gộp lại, ta sẽ được là 14 đây. Các em đã hiểu chưa? Tiếp đến, trong các số này thì được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là, chúng ta sẽ sắp xếp lại nhé. Ở trong 4 số này của chúng ta thì cái số thứ 3 này nó có 4 chữ số này, thì là số từ lớn đến bé, đúng không các em? Vậy chúng ta sẽ viết thành nháp kẻo nhầm các em ạ. Cái số bé nhất là 9.999, bởi vì nó là số có 4 chữ số thôi. Thế còn lại là số có 5 chữ số. Thì trong cái số này thì chúng ta sẽ so sánh các chữ số hàng chục nghìn trước. 3 này, 3 này, 1 thì 3 lớn hơn, đúng không em? Vậy thì 1 bé hơn, tức là sẽ là 12.793 xếp ở gần cái số 9.999 này. Tiếp theo hai số là 38.562 với lại 33.012 thì 38.562 lớn hơn, bởi vì chữ số hàng nghìn nó lớn hơn em này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ viết lại thôi các em nhé. Viết lại. Số đứng đầu tiên đó là 38.562. Tiếp theo 33.012. Rồi 12.793 và 9.999. Chúng ta đã xong bài số 1. Tiếp theo là bài số 2, đặt tính rồi tính. Chúng ta rèn luyện đặt tính cộng trừ nhân chia. Khi đặt tính cộng trừ và cả đặt tính nhân nữa, chúng ta đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng phải thẳng cột với nhau các em ạ. 36.053 cộng với 7.528. Sau khi đặt tính các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau rồi thì mình sẽ thực hiện cộng từ phải sang trái. 3 cộng 8 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6, 6 cộng 2 bằng 8, viết 8. 0 cộng 5 bằng 5, viết 5. 6 cộng 7 bằng 13, viết 3 nhớ 1.
3T1 bằng 4. Tiết 4. Như vậy ta được kết quả là 43.581. Tiếp theo là phép tính trừ. 65.652 trừ 29.617. Thực hiện trừ từ phải sang trái. 2 không trừ được 7, ta lấy 12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 5 trừ 1 bằng 4, 4 trừ 1 bằng 3, viết 3. 6 trừ 6 bằng 0, viết 0. 5 không trừ được 9, ta lấy 15 trừ 9 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 6 trừ 1 bằng 5, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3. Như vậy ta được kết quả là 36.035. Tiếp theo là phép tính nhân. 47.050 nhân 2 thì chúng mình sẽ đặt tính chữ số 2 thẳng với chữ số 0 ở hàng đơn vị đấy, bởi vì nó đều là số đơn vị. Thực hiện nhân từ phải sang trái. 2 nhân 0 bằng 0, viết 0. 2 nhân 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 nhân 0 bằng 0 thêm 1 bằng 1, viết 1. 2 nhân 7 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 2 nhân 4 bằng 8 thêm 1 bằng 9, viết 9. Như vậy ta được kết quả là 94.100. Tiếp theo là phép tính chia. 35.849 chia 7. Ở đây chúng ta chia lần lượt. Khi thực hiện phép chia các em nhé, chúng ta thực hiện lần lượt từ trái sang phải. 3 mà chia 7 thì được 0, nhưng mà kết quả đầu tiên không ghi 0 các em ạ. Ta sẽ phải lấy 35 chia 7 nhé. 35 chia 7 thì được 5. Viết 5. 5 x 7 bằng 35, 35 trừ 35 bằng 0. Hạ 8. 8 chia 7 được 1, viết 1. 1 x 7 bằng 7, 8 trừ 7 bằng 1. Hạ 4. Ta được 14. 14 chia 7 được 2, viết 2. 2 x 7 bằng 14, 14 trừ 14 bằng 0. Hạ 9. 9 chia 7 được 1, viết 1. 1 x 7 bằng 7, 9 trừ 7 bằng 2. Như vậy sau khi hạ xong, chia xong vẫn còn dư 2. Phép chia có dư các em ạ. 35.849 chia 7, ta được thương là 5.121 và còn dư 2. Chúng ta đã xong bài tự luận 2 rồi. Tiếp theo là bài tự luận 3. Tính giá trị của biểu thức. Biểu thức thứ nhất là có phép tính cộng, phép tính chia, nhưng ở đây có dấu ngoặc. Thì các em phải nhớ cho thầy là mình phải ưu tiên là phép tính trong ngoặc trước nhé. Tức là mình cộng trước này. 27.021 chúng ta cộng với lại 24.019, em sẽ được 51.040. Đấy, sau đó chúng ta mới chia cho 5. Các em đặt tính chia ra nháp, ta sẽ được kết quả là 10.208. Xong biểu thức thứ nhất. Biểu thức thứ hai, biểu thức này chúng ta chỉ có trừ và cộng thôi, thì mình cứ làm lần lượt từ trái sang phải. Tức là mình sẽ trừ trước 22.367 trừ 15.138, em sẽ được là 7.229. Sau đó em mới cộng với lại 6.412. Các em đặt tính thì ta sẽ được kết quả đó là bằng 13.641. Như vậy chúng ta đã xong bài tự luận 3 rồi các em ạ. Tiếp theo thầy cho chúng ta cùng đến với bài tự luận 4 các em nhé. Đề bài đó là quan sát hình vẽ và điền vào chỗ trống. Chúng ta đang nhìn thấy một cái hình tròn tâm O này các em này, đúng chưa nào? Hình tròn tâm O và một cái hình vuông ABCD, đúng chưa các em? Hình tròn tâm O có đường kính dài là bao nhiêu cm? Đường kính là gì? Là cái đoạn thẳng đi qua tâm và đi qua hai điểm ở trên đường tròn, đúng không? Tức là đường kính AD rồi, các em nhìn thấy chưa nào? Chúng ta lại thấy ngay này, trên hình ta thấy rằng là có đường hình tròn tâm O là có bán kính là OE, đúng không các em? OE là 4 cm. Vậy thì đường kính sẽ gấp 2 lần bán kính. Vậy thì đường kính dài là 4 x 2 là 8 cm các em ạ. Ta điền 8. Tiếp đến, chu vi của hình vuông ABCD là bao nhiêu cm? Thì hình vuông ABCD thì có cạnh AD. Chúng ta đã biết rồi, AD chính là đường kính của hình tròn tâm O. AD là 8 là cạnh của hình vuông. Như vậy chu vi hình vuông ta sẽ lấy cạnh nhân với 4, đúng không? 8 x 4 bằng 32 cm các em ạ. Ta điền 32. Tiếp đến, diện tích của hình vuông ABCD là, thì dễ rồi, ta lấy cạnh nhân cạnh thôi. Biết AD là một cạnh rồi, có độ dài là 8. Như vậy diện tích sẽ là 8 x 8 bằng 64, đơn vị là cm vuông. Ta điền 64 vào đây. Vậy là thầy trò mình đã làm xong bài tự luận 4. Tiếp theo là bài tự luận 5. Đề bài cho ông ta như sau.
Điền vào chỗ trống chắc chắn có thể hoặc không thể. Thông tin như sau: sáng nay mẹ đưa cho Hà 3 tờ tiền 20.000 đồng, 10.000 đồng và 5.000 đồng. Hà không cẩn thận nên đã đánh rơi mất một tờ tiền, khả năng xảy ra là. Ở đây lúc đầu thì mẹ đưa cho Hà một tờ, chúng ta hiểu là một tờ 20.000 đồng này, một tờ 10.000 đồng và một tờ 5.000 đồng, bởi vì tất cả có 3 tờ tiền rồi, đúng không các em? Đó. Như vậy, một tờ tiền đánh rơi có thể là, có thể đúng không? Có thể là Hà có thể đánh rơi mất tờ 10.000 đồng, có thể đúng không? Ta điền có thể vào đây. Tiếp tục, Hà chắc chắn có thể hay là không thể đánh rơi tờ 5.000 đồng thì đây là cũng có thể, bởi vì là trong số tờ tiền của bạn, đúng không? Có thể. Tiếp theo, Hà chắc chắn có thể hay không thể đánh rơi mất tờ 2.000 đồng thì cái này là không thể, bởi vì là trong số tiền mẹ đưa cho Hà không có tờ nào là tờ 2.000 đồng cả, đúng không các em? Đó, chúng ta sẽ điền vào đây là không thể. Như vậy chúng ta đã xong bài 5. Tiếp theo là bài tự luận 6. Đề bài như sau: gia đình My tổ chức tiệc cưới cho chị gái nên đã đặt 135 bàn tiệc tại một nhà hàng. Mỗi bàn tiệc sẽ có 8 khách ngồi. Hiện tại 28 bàn tiệc đã có khách đến ngồi đông đủ. Hỏi còn bao nhiêu khách chưa đến? Thế chúng ta tư duy như thầy này. Số bàn tiệc đã đặt là 135 bàn đúng không? Đã ngồi đủ là 28 bàn đúng không? Như vậy chúng ta sẽ tính được số bàn tiệc mà chưa có khách ngồi. Đúng chưa các em? Chúng ta có bước 1 nhé. Số bàn tiệc chưa có khách ngồi là chúng ta sẽ lấy số bàn tiệc nhà bạn My đã đặt đúng không? Trừ đi số bàn tiệc đã có khách ngồi đông đủ. Tức là ta lấy 135 trừ 28. Các em tự đặt tính nhé. Thì mình sẽ được là 107 đơn vị ở đây là bàn. Và mỗi bàn tiệc sẽ có 8 khách ngồi đúng không? Như vậy mình sẽ có được số khách chưa đến là, mỗi bàn sẽ có 8 khách ngồi. Ở đây có 107 bàn thì ta sẽ lấy 8 nhân với 107 các em nhé. Thì các em tự đặt tính đi, 8 nhân với lại 107 em sẽ được kết quả là 856. Và đơn vị lúc này chúng ta ghi là khách em ạ. Và đáp số mình sẽ ghi là 856 khách. Như vậy chúng ta đã làm xong bài tự luận 6, cũng là bài cuối cùng của đề kiểm tra cuối kỳ số 9 rồi các em ạ. Thầy chúc các em ôn tập thật tốt nhé. Thế còn bây giờ thầy thân ái và chào tạm biệt các em.